Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bến Tre dân kiện chính quyền vì bị phạt khi ra ngoài mua hai vỉ thịt heo. Ông Nguyễn Phúc Tâm, một người dân ở Bến Tre vừa gửi đơn kêu cứu tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhằm khiếu nại quyết định xử phạt và giữ phương tiện mà chính quyền địa phương đưa ra đối với ông trong thời kỳ giãn cách xã hội. Ông này cũng đồng thời khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Bến Tre yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trả lại xe máy cho ông. Theo phản ánh của ông Tâm, thì vào hồi tháng 8 năm nay, trong lúc thành phố ở miền Tây Nam Bộ đang áp dụng lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, ông đã bị chính quyền ở phường 7 xử phạt khi đi ra ngoài mua hai vỉ thịt heo. Đây là hình ảnh quan chức Ủy ban phường 7 khi phạt ông Tâm và hóa đơn mua hàng ở Bách Hóa Xanh thời điểm tháng 8 năm 2021. Lúc đó là cái sự uất ức dữ lắm bởi bản thân không vi phạm mà ngày cuối gần hết giãn cách rồi, đi ra ngoài rồi bị công an phường bắt vô, vậy là ức quá. Vừa kêu cứu và cũng là vừa mách luôn các tình hình chống dịch ở địa phương có loạn như vậy đó. Ông Tâm cho biết lý do viết đơn kêu cứu. Cụ thể vào hôm 28 tháng 8, ông Tâm tới cửa hàng Bách Hóa Xanh chỉ cách nhà ông khoảng 350m để mua thực phẩm. Điều đáng nói là lúc rời khỏi nhà thì ông không hề thấy chốt kiểm dịch nào. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi cửa tiệm về nhà thì ông bị công an phường chặn lại và yêu cầu làm việc với lý do ra đường mà không có lý do chính đáng. Dù đã giải thích rằng dịch vụ đi chợ hộ đã không còn nên bản thân phải ra ngoài để mua thực phẩm, nên như vậy là chính đáng. Tuy nhiên, ông Tâm vẫn bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị giữ phương tiện. Chưa dừng lại ở đó, vào hôm 19 tháng 8, một nhóm 8 cán bộ công chức địa phương đã đến tư gia của đương sự để đưa giải quyết xử phạt hành chính, trong đó ông Tâm bị xử phạt 2 triệu đồng. Không đồng ý trước cách xử lý vấn đề của chính quyền phường 7, ông Tâm đã từ chối đóng phạt, thay vào đó là hành động khởi kiện quyết định trên. Nói về việc chính quyền hành xử cứng nhắc, người đàn ông này cho biết rằng có thể ông bị chủ dập, có chủ đích. Ông nói như sau. Không biết là phường nó có vấn đề gì mà loại trừ tôi ra ngoài cái sự quản lý hay không. Nhưng mà từ lúc dịch, chính phủ có ban hành là sẽ có vaccine cho những đối tượng tuyến đầu, thì lúc đó tôi là doanh nghiệp sản xuất cũng không kêu gọi trích vaccine luôn. Thứ hai nữa là quá trình dịch cũng không có hỗ trợ luôn, rồi bây giờ lại bắt chiếc xe của tôi luôn, thì tôi không biết là phải tôi có thành phần bị kỳ thị ở địa phương này nữa hay không. Tôi rất là bức xúc. Đây là hình ảnh nhân viên chính quyền huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phá cửa cưỡng chế một phụ nữ F1 đi cách ly tập trung vì người này không đồng ý đi. Ngay sau đó, chính quyền cũng đã đồng thời khởi tố phụ nữ này với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Việc ông Tâm cho rằng bản thân bị chính quyền nhắm tới không phải là không có cơ sở. Bởi cách đây 3 năm, vào hồi tháng 8 năm 2018, ông Tâm đã kiện và buộc công an phường 7 phải công khai xin lỗi vì đã phạt hành chính ông, trong khi bản thân ông là nạn nhân của một vụ hành hung. Do vậy, ông cho rằng chính quyền đã có ác cảm với ông từ đó. Hiện đơn kiện với quyết định xử phạt hành chính mà phường 7 đưa ra đã được tòa địa phương thụ lý. Ông Tâm cho rằng ông sẽ đi đến cùng để buộc chính quyền phải hủy bỏ quyết định xử phạt và trả lại tài sản là chiếc xe máy của ông, vốn bị tịch thu từ hồi tháng 8 cho đến nay. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Bến Tre để xác minh sự việc, nhưng không nhận được phản hồi. Hôm 9 tháng 11, Tòa án Bến Tre tổ chức buổi đối thoại giữa người khởi kiện và bà Chủ tịch phường 7. Biên bản đối thoại thể hiện bà Chủ tịch Nguyễn Lê Phương Thảo đã bảo vệ quan điểm của mình, cho biết các quyết định của cơ quan này đưa ra là đúng vì trong thời điểm đó ở địa phương khi người dân đi chợ phải có giấy tờ. Và Bến Tre cũng đang thực hiện việc đi chợ thay cho người dân, phát cho người dân phiếu đăng ký mua hàng. Người dân đăng ký sau đó tổ chức đi chợ thay sẽ mua thực phẩm theo danh sách đăng ký của người dân rồi giao cho người dân. Kết thúc buổi đối thoại, cả hai bên đều không đồng ý với phần trình bày của đối phương và không thống nhất với nhau giải quyết toàn bộ vụ án. Đây là hình ảnh chính quyền phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An, Bình Dương cũng cưỡng chế một người phụ nữ đi xét nghiệm bằng cách phá khóa cửa và bẻ quật tay bà ta. Cũng về chuyện đi kiện chính quyền thì bà Hoàng Phương Lan, người phụ nữ bị chính quyền cưỡng chế tàn bạo ở Bình Dương để đi test Covid, vẫn đang theo đuổi vụ kiện của mình bằng đơn khiếu nại hành chính và đơn tố cáo gửi lên công an
với sự giúp đỡ của luật sư. Tuy nhiên, cả Ủy ban Nhân dân và Công an phường Vĩnh Phú, huyện Thuận An, Bình Dương đều không tạo điều kiện cho luật sư có mặt tại các buổi làm việc. Vì thế, bà Hoàng Phương Lan và luật sư vẫn tiếp tục yêu cầu phải có mặt luật sư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và từ chối làm việc khi không có mặt luật sư. Trên trang Facebook cá nhân của mình là một giáo viên dạy yoga, bà Lan cho biết bà mới phát hiện chấn thương cánh tay khi thực hiện các động tác của yoga. Lý do là do cú bẻ quạt tay quá ác nghiệt của các nhân viên công vụ khi xông thẳng vào phòng bà để cưỡng chế xét nghiệm COVID. Là người bảo vệ cho bà Hoàng Phương Lan, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh mô tả trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Hãy nhìn kỹ cú bẻ tay này. Chúng nó ngoặc hai vòng, xoắn vẹo từng khớp tay của Lan, một cô gái rất bé nhỏ. Đây là hình ảnh là giáo viên dạy yoga, bà Hoàng Phương Lan không thể thực hiện được động tác đơn giản trước đây vì chấn thương khớp tay và bả vai sau cú bẻ quạt tay đột ngột của nhân viên công quyền ở Bình Dương. Ngồi suốt một ngày để người phụ nữ này phải hồi tưởng, tường thuật lại tất cả những hành vi, hành động, lời nói của một đám người man dợ, vô pháp của ngày hôm trước. Bao nhiêu clip hình ảnh rất rõ ràng, nhưng rồi cô ấy vẫn phải ngồi tường thuật, mô tả như bài tập làm văn lớp 4. Cú bẻ tay, cú lôi người, mỗi hành động, mỗi câu chữ đều làm cho cô ấy phải trực trào nước mắt. Là người ngoài cuộc và trong cái nghề này, vốn tưởng tôi nghe lại mà vẫn nhức nhói cả tâm can và quá bất nhẫn cho tình cảnh của hai mẹ con cô Lan. Sáng nay, luật sư đi khảo sát lại hiện trường, còn bị một đội bảo vệ khoảng 6 ông hùng hổ gây sự. Biết động đến ai rồi, phải không? Thật không biết sống trong cái thời gì mà lạ vậy. Cô ấy còn một con đường dài. Đối với tôi, cô Lan đang vạch lại biểu đồ của nền pháp chế, chứ không phải chỉ có quyền lợi riêng cho cô ấy. Luật sư Ngô Thị Hoàng Anh đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Đây là hình ảnh tại Cà Mau đã cưỡng chế một người đàn ông 49 tuổi đi cách ly tập trung vào hồi đầu tháng 9. Cũng theo dõi vụ kiện này, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết. Hôm nay, chị Lan lên công an để ký biên bản tài liệu mà chị gửi kèm đơn tố cáo, tố giác tội phạm và chuyển sang cơ quan giám định. Sau khi biến cố xảy ra, đến phường ép test COVID bằng cách phá cửa nhà chị. Cu Ken, con chị cảm thấy bị tổn thương và chị đã hứa với con trai là sẽ làm sáng tỏ mọi việc bất cứ giá nào. Mặc dù biết đường đi sẽ còn dài, dù biết công lý khó được thực thi trong một xã hội luật pháp không hơn tờ giấy lộn, và có thể còn lắm những khó khăn trên đường đi đơn độc ấy, chị bị nhiều tác động có, áp lực có, song chị Lan vẫn quyết tâm đi tới cùng sự việc vì chị đã hứa với con trai của chị. Tôi nghĩ chị không chỉ làm tròn bổn phận là giữ lời hứa với con, mà chị đang định hình lại hệ thống luật pháp. Chị đang dạy cho những kẻ cầm quyền sống hãy tôn trọng pháp luật cũng như mọi người phải thượng tôn pháp luật. Không thể vì cậy quyền mà làm càn, nhất là đối với người yếu thế. Xã hội nào cũng có luật pháp, tôn trọng luật pháp để ta thấy xã hội công bằng và đáng sống hơn. Luật pháp làm ra có thể giữ trật tự cho an toàn xã hội ổn định. Anh vượt qua nó, trà đạp lên nó thì cần luật để làm gì nữa. Một người phụ nữ sống rất có tình cảm và thượng tôn luật pháp ở xã hội này như chị thật hiếm. Ngồi tâm sự cùng với chị mới thấy hết được những sự mạnh mẽ trong con người của chị ấy. Nghe câu chuyện chị kể mới thấy làm người thật sự không khó, đơn giản là biết giữ lời hứa và sống đúng lương tâm của một con người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bến Tre, dân kiện chính quyền vì bị phạt khi ra ngoài mua 2 vỉ thịt heo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de cũng như bấm nút ủng hộ cho Thời báo .de. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đổi trác dâm và cưỡng dâm trong chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đúng 10 năm từ khi đưa ra quy định số 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có rất nhiều trường hợp xảy ra và đảng mặc dù đã có quy định mới 37. Mặc dù cả hai đều có số hiệu như nhau là 19, nhưng một số điểm mới trong văn bản vừa ban hành được báo chí phân tích rõ ràng. Thế nhưng những điểm mới đó
có thể vẫn chưa đủ giữa lúc này ngày càng bật lộ nhiều hơn, đa dạng hơn hiện tượng suy thoái đạo đức trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế là nhiều khi không phải dùng tới tiền bạc mà chỉ mối quan hệ tình ái thôi thì có thể xoay chuyển được những quyết định rất lớn nơi chính trường. Vụ bí thư huyện ủy Cô Tô bị tố hiếp dâm rất có thể như là một lời nhắc nhở giúp Đảng Cộng sản Việt Nam quyết không né tránh để bổ sung một, hai điều cấm nữa mà lâu nay đã thấy nhưng vẫn phải chăng do quá nhạy cảm nên chưa đưa vào văn bản quy định. Đây là hình ảnh bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn bị đình chỉ công tác nhưng chưa có thông tin khởi tố vụ án, trong khi hiếp dâm là một tội hình sự. Có thể phần vì sự thiếu đó đã làm cho vụ việc xem ra đang rất khó giải quyết. Đảng, chính quyền, công an địa phương vào cuộc cả tuần nay nhưng vẫn chưa có được thông tin rõ ràng để làm yên dư luận. Cụ thể, sao chưa khởi tố vụ án, câu hỏi này cũng được đặt ra. Một vụ hiếp dâm hay chỉ là một thông dâm hối lộ tình ái nhưng bị lộ rồi vu cáo hiếp dâm luôn. Chẳng phải chỉ ở xứ ta mà khắp các chính trường trên thế giới, chuyện mua bán, trao đổi tình dục, lợi dụng chức quyền để cưỡng dâm đã có rất nhiều. Ở Mỹ, hiện tượng đình đám nhất là cựu Tổng thống Bill Clinton, mà đến giờ đã có cả phim tài liệu về chuyện này của ông ta. Ở Anh mới đây, Bộ trưởng Y tế chỉ vì một nụ hôn bị phát hiện mà dẫn tới mất chức. Ngay cả xứ Cộng sản anh em Trung Quốc, trong nhiều năm nay, chuyện công khai quan chức bị kỷ luật là do suy thái đạo đức kiểu này đã khá phổ biến. Đến độ trong đó có cả vài quan bà với khái niệm trao đổi quyền, tiền, sắc. Từ gần 20 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành quy định cấm đối với đảng viên có tới 178 điều. Vậy mà Việt Nam có vẻ như khác hẳn với thế giới. Chuyện quan chức bị phanh phui những hành động lợi dụng chức quyền để cưỡng dâm và đổi trác hối lộ tình dục để thăng tiến hầu như chưa thấy có. Vụ tai tiếng của bí thư Thừa Thiên Huế Sam Sỡ, nữ nhân viên nhà hàng từ nhiều năm trước, vẫn rất là hiếm và quá nhỏ. Mặc dù thực tế đã xảy ra vô vàn chuyện như thế khắp nơi trong cả nước. Đây là hình ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư Thừa Thiên Huế, anh hùng lao động, đã bị một cái tát như trời giáng vì dám ghi đầu hôn cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình tại một nhà hàng ngoại ô ở Huế. Sau này, ông Mãn chỉ bị tước danh hiệu anh hùng lao động vì khai man lý lịch mà thôi. Hay mới hơn, vụ cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng dâm ô cháu bé. Còn trường hợp có khả năng nặng là mối quan hệ tình cảm cá nhân của Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh với một chủ doanh nghiệp, cùng lắm cũng chỉ thuộc loại bán dâm. Vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể thao bị tội hiếp dâm cũng tương tự, tất cả đều chưa ở cấp độ mang tính chính trị như đổi trác dâm ô nơi công sở nhằm phục vụ thăng quan tiến chức. Phải chăng trong lĩnh vực này Việt Nam nghiêm hơn các xứ khác nên ít bị có như vậy, câu hỏi được đặt ra. Nhưng đồn thổi ngoài xã hội và thông tin trên mạng lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại đang diễn ra ở Việt Nam. Một logic tự nhiên khi thực trạng đạo đức bị suy đổi, tham nhũng khủng khiếp trong hàng ngũ quan chức của đảng viên, đương nhiên không tránh khỏi nạn đổi trác tình dục. Có ít nhất hai lý do để lý giải về chuyện thầm kín nơi công sở liên quan đến mua quan bán chức ở Việt Nam khác với thiên hạ, khó được phanh phui. Thứ nhất, do có một thời gian quá dài nên việc tuyên truyền về đạo đức của người Cộng sản quá mạnh. Vô đạo đức thì được che giấu để phục vụ cho thắng lợi trong chiến tranh và tất nhiên cả sự chính danh của đảng. Nay tập quán đó vẫn chưa thay đổi. Đây là hình ảnh Phó trưởng Công an quận 10, Thượng tá Hoàng Thanh Hà bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như, bởi người chồng của cô Như là cán bộ công an cấp dưới của Thượng tá Hà. Thứ hai là chưa quyết liệt diệt trừ tham nhũng. Đây là điểm dễ dàng thấy khi so sánh với Trung Quốc. Đối chiếu quy định những điều cấm đối với đảng viên giữa hai đảng vẫn có thể thấy rất rõ điều này. Có vẻ như những điều cấm của Đảng Cộng sản Việt Nam nặng về những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa quá, tức là quá sợ đảng viên có quan điểm chính trị lệch lạc mà nhẹ đối với loại đạo đức suy đổi. Những quan chức tham nhũng thường lại là những đảng viên cao giọng rằng đạo đức cách mạng hơn cả. Có thể họ chiếm thành phần áp đảo để hình thành nên quy định cấm đảng viên. Một khi trong nội bộ cấp cao của đảng chưa thống nhất với những nội dung cần cấm đối với đảng viên
sao cho nghiêm khắc hơn, bao quát hơn với những biểu hiện suy thoái đạo đức, thì đáp án cuối cùng vẫn là phải là dân chủ trong đảng. Đáng tiếc là trong 19 điều cấm nói trên, việc quy định quá chung chung ngay ở điều 1 như cấm nói, viết hoặc là làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ của đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng lại đã cản trở những phản biện tố cáo của đảng viên về hiện tượng suy thoái đạo đức của quan chức. Những đảng viên có chức quyền tham nhũng rất dễ lợi dụng điểm chưa rõ ràng cụ thể đó để trừng phạt đảng viên quần chúng cấp dưới tố cáo mình. Đây là hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lấy cô vợ trẻ là nữ đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm. Tuy nhiên, cô Huyền Tâm trước đó lại có quan hệ với ông Nông Đức Tuấn, con trai ông Nông Đức Mạnh. Đây là thông tin được chia sẻ rất nhiều. Trở lại vụ việc Bí thư bị tố hiếp dâm nói trên để làm một ví dụ. Nếu các cấp dưới không sợ quyền lực của cấp trên, không bị bó buộc quá mơ hồ vào việc tố cáo, phản đối hành vi sai trái, thì làm sao có thể dẫn đến hiện tượng cả một nhóm người như tham gia vào một vụ việc suy đổi như vậy được. Cho nên, ngoài việc cần phải sửa đổi, bổ sung những điều cấm đối với đảng viên liên quan đến tệ nạn đổi trác tình dục, còn cần phải sửa theo hướng dân chủ, cởi mở hơn. Không có vùng cấm, nói mới có thể không có vùng cấm xử lý được. Cũng về chuyện quan chức dâm ô, dư luận còn chưa quên vụ ông Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh dâm ô một cháu bé gái ngay trong thang máy. Cũng nhờ có camera an ninh trong thang máy mà sự việc được công luận biết đến và lên tiếng mạnh mẽ. Tối ngày 22 tháng 5, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đã chính thức bị truy tố theo hồ sơ của Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh. Đài VTC đã đưa tin như vậy. Ông Linh bị truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù. Việc truy tố ông Linh là kết quả phần lớn dư luận mong chờ hơn một tháng kể từ khi ông Linh bị trông thấy ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư tại quận 4 hôm 1 tháng 4. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh ra tòa trong sự săn đón của phóng viên. Đoạn clip dài gần một phút lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bé gái cố bước đến cửa thang máy nhưng bị ông Linh kéo lại để ôm và sờ soạng. Khi cánh cửa mở, bé vội chạy ra ngoài. Trước đó, ngày 20 tháng 4, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong 20 ngày. Khi đó, có thông tin ông Linh biến mất khỏi nơi cư trú ở Đà Nẵng. Tuy nhiên sau đó, truyền thông bác thông tin này khi ông Linh đang làm việc với cơ quan điều tra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy gia đình đề nghị không khởi tố ông Linh, vụ việc vẫn khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều cơ quan ban ngành lên tiếng đòi phải khởi tố, xử lý nghiêm ông Linh. Trong một vụ việc riêng biệt vào hồi tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã bị kết án 3 năm tù giam về tội dâm ô với hai cháu bé hồi năm 2014. Nhưng vụ việc ông Thủy được hưởng án treo khiến nhiều người rất bức xúc. Vụ việc của ông Linh đã gây ra nhiều bức xúc hơn trong dư luận vì hình ảnh camera cho thấy rõ hành vi của ông Linh và đồng thời ông Linh từng là một quan chức trong ngành tư pháp. Vụ việc lại xảy ra sau khi có một vụ quấy rối tình dục trong thang máy ở Hà Nội, nơi kẻ quấy rối là ông Đỗ Mạnh Hùng chỉ bị phạt hành chính với số tiền có 200.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Đổi trác dâm và cưỡng dâm trong chính trường Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de cũng như bấm nút ủng hộ tờ Thời báo .de tại đây để chúng tôi có thể phục vụ các bạn những bản tin mới tốt hơn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và mời các bạn xem bản tin lần tới.